vài ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị toàn hàng khủng, toàn loa khủng. Loa khủng, hàng khủng. Đây, lấy tô vít mồi ra để các bạn kiểu đấy. Hỏng hết súng. Quý vị nhìn này. Ui giời ơi, trạm phát điện. Đây là một trạm máy phát điện. Được chưa? Con loa em đang lột hết cho quý vị xem luôn, nhà máy phát điện luôn. Con này là con EMI. Con này có giá 39 triệu. Em đố bác là B được cho luôn. B được một cục thôi, không nói B2. Một cục loa cho luôn. Còn đây về hình phía trước của nó đây. Nó có hình một cái chóa đây, một loa này. Một chóa loa, một cái phễu kèn đây. Nhưng em sẽ mở hết ra cho quý vị xem. Còn một bát úp sàn nữa. Con này 39 triệu, giới thiệu sau. Còn sau đây giới thiệu tiếp đến cho quý vị những đôi loa khủng. Hôm nay ba dãy luôn. Ba dãy loa luôn. Cho các bác ngút ngàn luôn. Thôi trời nó đã âm u rồi, bóc thế đã. Vừa giới thiệu đến quý vị đôi loa. Đây rồi, đôi loa Minager rồi. Sau đây giới thiệu đến quý vị tiếp tục đôi loa Pol Audio. Pol Audio là một trong những dòng loa thương hiệu khá là nổi tiếng rồi. Không tâng không nhiều nữa. Và cái giá của nó là 3,9 triệu đôi loa này thì em báo cáo quý vị là quý vị nào không nhanh thì bay ngay. Đây là đôi loa Pol Audio RT10. Chưa? Công suất 150W. Em hình như em ghi nhầm giá thì phải. Công suất 150W. Chưa? Đây, công suất 150W có e căng đầy đủ. E căng nó không để xem không, nếu không có e căng mang tiếng. Đúng rồi, đây. Có e căng Pol Audio đây. Giá 3,9 triệu là Pol Audio, một bát 20 tên đồ rẻ còn hơn của Bookshelf. Chiều cao này, một gang này 2, 3, 4, chiều cao 80, chiều ngang 22, chiều ngang 20, chiều sâu 25, cả cái căng 3,9 triệu. Bác nào nhanh tay gạch sang tiếp theo với lại các bác chào đón các bác tiếp, đó là đôi loa Fisher. Dòng loa Fisher này khá là nổi tiếng về kể cả âm ly Fisher. Một bát 40, màng giấy, gân vải tẩm dầu. Em ấn độ co giãn của gân rất là tốt, nhả ra rất là nhanh, đoàn hồi rất tốt, gân ok hết. Bát 40, một con chung giấy và một con tép giấy. Đây là con Fisher ST842. Công suất của em nó tối đa 120W, trở kháng 8 ohm. Đây là dòng loa cổ. Dòng loa cổ đáp ứng cho quý vị nghe tất cả các thể loại nhạc vàng, nhạc cổ, nhạc cụ, rồi nhạc đĩa than, nhạc đầu cối. Em nó chiều hết, nhạc gì em nó cũng chiều. Tại sao? Đặc biệt em nó đây, có cái lỗ thông hơi đây này. Em nó có lỗ thông hơi đây cho cái chất bát, dòng loa lỗ thông hơi nó ra bát tốt lắm. Đấy. Được chưa? Và giá của con này là có giá là 9,9 triệu. Với mức giá 9,9 triệu mà đôi loa bát 40 mà to vật vã trên chiều ngang này nào. 1, 2, chiều ngang phải 42 đấy. 1, 2, chiều ngang 42 đấy. Chiều ngang 42 này. Chiều sâu. Chiều sâu như nào. 1, 2, chiều sâu khoảng độ 38 cả cái căng. Đấy. Còn chiều cao quý vị thông cảm. 1, 2, 3, 4, chiều cao 80. Đôi Fisher có giá là 9,9 triệu. 9,9 triệu. 9,9 triệu. Tiếp tục sang với lại đây. Đây là hai đôi JBL. Con JBL này đã có bản test. Các bác nào nhanh thì nhớ nhé. Đây là JBL 520M. Em đã có một bản test đôi loa JBL nó. Em đã nói luôn câu là nó nhỏ nhưng có võ. Có rất nhiều bác hôm đó gọi để lấy đôi này nhưng mà đợt đó hết, chỉ có một đôi. Hôm nay về được hai đôi. Bác nào nhanh tay cả. Và vẫn giá như cũ 2,9 triệu. Riêng đôi loa JBL này các bác nào nhớ clip trước em đăng rồi đấy. Em còn nói là nhỏ có võ, các bác nghe đấy. Giá 2,9 triệu một đôi. Vẫn giá đó, hay căng đầy đủ. Chưa? Dưới nữa, tiếp tục dưới này. Về dưới, dưới đây là dòng loa Minager tiếp. Tiếp tục với Minager. Dòng Minager này được Canada thiết kế cũng như là xử lý chất âm phải nói là hay, tuyệt vời. Hay tuyệt vời. Minager. Đây là con Minager SM2.5, tất cả hàng Canada. Con này được thiết kế cái thùng khá là cao và đặc biệt là con bát 25 nằm ở sát dưới đây. Đây một con bát 25 này. 35. Màng của nó là màng giấy nhưng mà được tẩm một lớp dầu. Nó như kiểu lớp dầu dưỡng gân hay dưỡng da, lúc nào cũng mềm ấy.
và xung quanh con này được thay gân rồi, nhưng độ đàn hồi rất là tốt, thay gân rồi, rồi tốt. Bát 25 dòng loa cổ ở trên này được thiết kế với lại một chung giấy, và một tép đom được bọc xung quanh với lại một lớp nỉ để tránh chất âm dội vào, để cho cái chất âm dội ra tai nó êm, lớp nỉ. Đấy, tép đom thì là sở trường của các hãng loa rồi, em đã nói nhiều lần rồi. Đấy, về đôi loa này, nói luôn là có giá là 6,8 triệu. Cái gì nó cũng có một cái mức giá nhất định nhá. Cái gì nó có giá của nó, chứ không phải tự nhiên nó lên một cái giá này, tự nhiên nó xuống một cái giá kia. Còn cần chi tiết hơn thì các bác cứ đi tìm hiểu, bởi vì em không thể giới thiệu kỹ được, bởi vì em đã đọc tên này, Minager SM2.5. Con này có chiều cao cho là 1 này, 2, 3, chiều cao là 80, chiều ngang 30. Và chiều sâu của con này xem nào. Con này để em nhìn không. Con Minager này không biết có e căng không nhỉ? Con Minager này không có e căng thì phải. Con quay ngược lại kia có mà. Con quay ngược có à? À đây đây, có y căng. Đây rồi. Có y căng thế, để chỗ khác rồi. Xếp đâu rồi. Đấy, có giá là 6,8 triệu con Minager này. Tiếp theo sang đến lại đôi loa trụ, đôi loa Pioneer. Em nó thiết kế quá là đẹp rồi. Tất cả xung quanh đẹp lung linh. Đôi loa Pioneer này, quý vị nhìn kỹ này. Nó đẹp như thế này thôi chứ làm sao mà đẹp được nữa. Đẹp đến thế này thôi, cái thời gian mà để nó bấm, nó để đan đến cái này nó mất bao nhiêu thời gian này. Nói gì đến chất lượng loa nữa. Đấy. Đây là con Pioneer Model CS05. Dòng loa cổ. Bát úp ở dưới đáy có một cái chóa như chóa nón, bát úp lên để tản âm sang xung quanh. Con Pioneer C5. Công suất của em nó là 40W, trở kháng 8 ohm, dòng loa cổ. Đường cấy tín hiệu vào đây, cấp tín hiệu vào. Cái rắc này này, nói cho nhanh là hình dung dễ là cái rắc như kiểu cắm mic, micro ấy, có dễ. Đấy, rắc vào, chưa? Đấy. Đẹp như thế này thôi, đẹp xuất sắc rồi. Như là đẹp xuất sắc lắm rồi các bạn, quá đẹp rồi. Em nó có giá là 9,8 triệu. Loa trụ, cổ, hình tròn đều nhé. Giá 9,8 triệu. Đây, size ngang của em nó này, ngang này 35. Đấy, 9,8 triệu đôi Pioneer. Sang tiếp tục đến với lại đôi loa Infinity màu vàng. Infinity, con này là Infinity 11MK2. Đẹp lung linh. Infinity 11MK2, trở kháng 6 ohm, hàng made in Denmark, hàng của Đan Mạch. Nó Đan Mạch khá là nổi tiếng, nó nổi tiếng luôn ở thế giới rồi. Đây, về con tép của nó đây. Ui giời, nó vàng ươm luôn, như kiểu mạ vàng. Bát 18, gân vải, gân mút, chết màng giấy. Có giá 3,8 triệu, ê căng đầy đủ. Một mức giá giật mình nhé. Một mức giá quá giật mình. Đôi loa đẹp, đẹp huyền thoại luôn. Đẹp như thế này không thể đẹp được nữa. Với những đôi loa bố Uxell như này, để trong căn phòng vừa phải, tầm 15-20 mét vuông, quý vị nghe nhạc tí tách không còn gì để bàn. Chiều cao của em nó xem nào, 1, 2, chiều cao 38, chiều ngang 20, chiều sâu cả e căng 22. Đấy, đấy thì đi sang với đôi loa Sutat này, tu sâu rồi đây. Đây là một trong những đôi loa mà có thời điểm em có hơn 20 đôi mà chỉ trong một buổi chiều các bác tranh nhau còn dính chửi đây. Đôi loa này các bác đã nghe rồi. Chất âm thì không thể chê được, mặt đá như vân đá đây, vẫn giá cũ 4,6 triệu rồi này, 4,6 triệu vân đá. Tóm lại là một loa và một tép họng còi nó chứa đầy luôn trong cái thùng loa này luôn, đã có clip khui rồi. Bác nào đang tìm con này và hỏi liên tục con này thì gạch nhanh 4,6 triệu tu sau, có đúng một đôi duy nhất, một đôi tu sau, hiểu chưa? Đôi này không có giới thiệu nhiều, với đôi này rất nhiều bác gọi, quá nhiều người gọi lấy con này, 4,6 triệu vẫn giá cũ. Tiếp tục xuống phía dưới này nữa. Ai giời ơi, một thùng loa Rogan bát 40. Con này bát 37 đấy, 38. 38 37 đây, 37 hoặc 38. Thùng loa Rogan. Đây là thùng loa Rogan, được chưa?
Báo cáo quý vị là quý vị mua cái củ loa không này đã 3-4 triệu chứ nói gì cả thùng 4 triệu 8. Bắt đầu nhanh gạch, thùng này này, chiều đo này, 1 này, 2 này, 3 này, 70 phân chiều ngang, chiều cao này, 1 này, 2 này, 3 này, 60 phân chiều cao, được chưa? Bát gần 40, 38, phải 38, 37, 38 rồi đấy, được chưa? Chiều sâu này, 30, có tay sách. Đấy, cái đặc biệt là phía sau đây, đường cấp tín hiệu vào của nó là lại em súp rồi, lại súp tiếp đấy các bạn ạ. Cấp tín hiệu vào bằng jack 6.5 à. Cái jack còn rất cấm ích ấy, em thì không nắm rõ lắm đấy. À, đây, được chưa? Hàng made in Japan, xịn luôn. Con thùng còn zin còn xịn luôn. Rồi rồi. Một mức giá bèo 4.8 triệu, con làm nhanh, gạch ngay về lấy súp. Lấy loa không chơi, đủ tiền này. Quá đẹp. Đấy. À, tiếp tục sang tiếp theo với lại lô loa bốt. Đây là chuyên loa bốt. Những dầu những đôi loa bốt này giá rẻ bất ngờ cho quý vị. Đây, với mức giá những đôi loa bốt như vậy đây. Đôi loa bốt này là đôi loa bốt 201. Đây. Em lại lật ngược lên, quay lại lật ngược lên thì người ta là phải quay ngược thôi, được rồi. Để ngược luôn rồi. Bốt 201. 201 đây là dòng bốt 201 này, nó có series theo, ví dụ như là 201 monitor, đây là monitor này, có con thì monitor, có con thì series 2, được chưa? Monitor. Nhưng tóm lại là những mã bốt này, monitor với series 2 nó đều đây, 201 monitor này giống hệt nhau mà đây nhá, vát góc này, má góc có giá là 3.8 triệu một đôi, mức giá chưa không thấy ở đâu có được. Và những đôi loa bốt này thì báo cáo quý vị là vừa hát vừa nghe nhạc ok. Hát trong những căn phòng 15-20 m2 và nghe nhạc thì nó là số 1 rồi. Dòng loa bốt này để với không phải là số 1 với không thể so với những nhiều khác, như so số 1 với tầm tiền. Nói luôn là câu số 1 với tầm tiền, với tầm tiền thì không đôi nào vượt được qua như nó. Loa bốt. Đây, loa bốt 201. Nói luôn 201 đi. Giá 3.8 triệu một đôi. Tiếp tục với lại loa bốt 201 series 2. Màu này là màu vân gỗ. Màu vân gỗ luôn. 201 series 2 đây các bác. Hàng Mexico. Loa bốt thì chỉ có Mỹ Mexico thôi. Mexico nó chiếm 80%. Đây, loa bốt Mexico 201. Con này màu vân gỗ này có giá là 4.3 triệu. Nó là màu vân gỗ các bạn. Những đôi này đầu năm hoặc cuối năm ngoái toàn 4.8 triệu, 4.9 triệu thôi. Các bác không tin em gửi xem lại kênh của em, cứ gõ lô loa bốt ra mà xem nhé. Mà đấy, những đôi này không nói rồi, loa bốt 4.3 triệu. Sang tiếp với lại bốt tiếp theo. Bốt cũng là 201 nhưng mà series 3. Con này là hộp vuông. Con này là loa kiểu vuông. Con này có giá là 4.6 triệu một đôi. 4.6 triệu một đôi. Màu vàng. Đấy là với bản màu vàng. 4.6 triệu một đôi với bản màu vàng. Đây. Chất âm nghe nhạc thì hay tuyệt vời. Hàng Mexico 201 series 2. Được chưa? 201 series 2. Đây này, có cả 201 nhầm 201 series 3. Series 3 rõ ràng series 2 vừa giới thiệu rồi. Đấy, có giá là 4.6 triệu một đôi. Tiếp tục sang đến đây nữa là đôi bốt này là dòng bốt loa bốt của Mỹ. Con này là bốt 2.2 nhé. Bốt 2.2. Con này là bốt 2.2 USA. Chở kháng 8 ohm. Con này có giá 4.5 triệu, chỉ có một đôi thôi. Một đôi. 2.2 Mỹ 4.5 triệu. Xuống tiếp tục nữa là đôi loa bốt. Con này là đời mã cao này. Đây. Bốt. Em để ngược mất quý vị đọc ở đấy, em ngược lại cho quý vị đọc. Con này là bốt 201 series 5. Bốt series 201 series 5 đời cao nhất của đời 201. Cao nhất 201, một giá là 4.3 triệu. 201 series 5. Bốt 201 series 5. Nó thiết kế kiểu màng đây, mặt trước hơi cong cong này. Đây tất cả đều hàng xịn hết các bác ý. Hàng xịn hết luôn đấy. Đây em cho quý vị đọc kỹ lại luôn. Đọc chậm lại đây, chụp. Đấy. Chưa. 201 series 5 có giá là 4.3 triệu. 4.3 triệu. Tiếp tục sang với lại loa bốt tiếp theo. Đó là loa bốt dòng bốt 201 series 4. 201 series 4.
Nó thiết kế cũng gần như vuông, mặt trước hơi cua một chút, hơi cong. Những dòng loa này thì đã bảo rồi, em chỉ giới thiệu một con đầu là nó ăn nhau hết các đời. 201 CD4 có giá là 3,9 triệu một đôi. Những con này thì karaoke nghe nhạc gia đình không còn gì để nói nữa, rất dễ cái âm thanh. 201 CD4 thì gồm có nhiều đôi lắm, đây có một khu này luôn. Còn tiếp theo nữa lại sang đến bốt, toàn đặt ngược chữ, chán đời. Một con ngược chữ, hai con ngược chữ, đến ba con đặt, chưa biết đặt nhìn gì. Đây là bốt 201 CD3. 201 CD3 thì có hai phiên bản, một phiên bản màu đen, một phiên bản màu vàng. Bên kia màu vàng thì giá nó hơn 4 triệu cơ, còn bên này con kia phiên bản màu vàng là 4,6 triệu. Con này chất lượng thì như nhau, nhưng con này phiên bản màu đen nó có giá 3,9 triệu. Nó là màu đen, giá 3,9 triệu. 3,9 triệu, được chưa? Đấy. Thôi không quay nữa, xong rồi quay được cái gì? 3,9 triệu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.